Xin chào thầy, các bác đã quay trở lại với kênh hàng Nhật Bãi Tới Dương. Trong video clip ngày hôm nay thì cửa hàng em vừa mới đấu giá được về một số dòng sản phẩm thì em cũng sẽ lên sóng cho các bác để các bác xem và lựa chọn luôn nhé. Đây là những chiếc nồi cơm điện này, còn thùng đóng từ Nhật này, cho các bác xem từ tem mác này, tem phiếu này. Đấy, lướt qua một chút thôi thì các bác biết là hàng này thì ở Việt Nam mình không có những cái tem mác như này. Và những dòng sản phẩm của em về đây như là tô cổ này, tô cổ 1 lít này, ba la này, ba la cốc này, hàng gần như mới tinh, tô chuông 2018, tô chuông 2014 này. Đấy. Và những chiếc quạt các bác nhé, từ những chiếc quạt từ những hàng trung bình cho đến hàng cao. Trước tiên là em về được một chiếc chiếc la chữ A này các bác nhé, chiếc la chữ A này, hàng trưng bày tại Nhật nhé, để tí em sẽ cho các bác xem độ đẹp của nó luôn. Cùng với một chiếc Salier và một chiếc hàng Lex cánh mật. Lex cánh mật, một cặp đôi Lex cánh mật, cánh mật ong đấy các bác nhé, và cánh mật ong cùng một chiếc la chữ A. Đấy, còn hy này, còn hy cánh đỏ này, hy hậu này, cùng với những chiếc nồi cơm điện. Bác nào mà quan tâm đến dòng phẩm nào từ 1 lít đến 1 lít 8 tô vuông tô chuông nhé, hàng ba la cũng vậy, ba la từ 1 lít 1 lít 8 là đều có hết nhé. Bác nào thực sự quan tâm đến dòng phẩm nào thì alo cho em, như Yuji Tiger có hết. Giới thiệu sơ qua các bác là đây là một chiếc quạt tô này, và đây là một chiếc lách này, một chiếc bờ đô then này. Còn hôm nay em chỉ giới thiệu chi tiết cho các bác về những dòng phẩm nó đáng giá để các bác sưu tầm thôi. Chiếc này chiếc quạt lếch này, các bác nhìn nhé, hàng đẹp này, đẹp xuất sắc không, cánh mật, lồng gần như mới cứng này, tất cả gần như là quá là đẹp luôn. Chiếc lếch cánh mật này thì cửa hàng em đang bán ra với giá là 2.500.000 đồng. Bác nào muốn sở hữu cho mình alo cho em nhé, chiếc lếch cánh mật này đẹp xuất sắc, đẹp xuất sắc nhé. Cánh của nó thì không chịu được gió thì êm, mà là cánh mật thì bao giờ cũng đắt tiền rồi. Và em về một chiếc la chữ A này các bác nhé, có sải cánh là 35, sải cánh 35 này. Quay luôn gần thực tế luôn. Chiếc này là hàng trưng bày tại Nhật các bác nhé, hàng trưng bày tại Nhật, sải cánh 35, gần như là mới tinh luôn. Các bác nhìn thấy cái phần mạ lốc của nó, mạ không có một vết rôm sảy gì, đẹp xuất sắc luôn. Vì hàng này là hàng trưng bày. Các bác nhìn này, hộp số này, hộp số của nó này, từ cổ nhé. Em xoay chi tiết em báo luôn là zin nguyên bản, và đó là hàng trưng bày nhé các bác nhé. Thân cột không một tì vết, đế là đế nhôm, quạt lặng như cái cùm luôn. Thực ra là các bác cũng biết thừa rồi, những cái dòng này phải là những bác mà đam mê, cũng như các bác mà muốn chơi về những cái dòng hàng VIP này thì mới hiểu được cái dòng đẹp như này là cái dòng như thế nào. Bầu mới tinh, thân thủ của nó này, các bác nhìn không một tí vết. Riêng con này nó có cả là tem, hai tem nhé, hai tem luôn, tem zin nguyên bản nhé, toàn thân găng sắt. Riêng la thì 100% là bầu nhựa rồi, đẹp từ sau lại trước rồi. Riêng chiếc la chữ A này thì các bác chơi về cái dòng la chữ A các bác biết rồi, nó đẹp, nó mới ra sao thì nó đẹp, mà thì không bao giờ có chuyện là các bác không biết, quá là đẹp luôn, xuất sắc luôn. Dây điện vẫn còn sáng nhé, dây điện này vẫn còn rất là sáng luôn, đẹp như ở trong, nó là hàng trưng bày rồi nên là có tuổi đời
khá cao nhưng mà nó là nằm trong top mà gần như top đầu rồi. Top đầu bây giờ chiếc La Sĩ A các bác nhìn. Bác nào muốn sở hữu cho mình một chiếc La cây chữ A này thì alo cho em nhé. Vì chiếc này em xin cáo các bác là không báo giá, vì là chiếc này thực sự là nó là hàng trưng bày nên là chỉ có những bác mà thực sự hiểu về dòng này hoặc là các bác muốn sở hữu cho mình những chiếc đẳng cấp thì alo cho em. Chứ còn những chiếc này thì không phải là ai cũng dám sở hữu cho mình đâu. Và bây giờ em cho các bác xem chiếc Salio cánh mật. Các bác nhìn số vuông đồng hồ hẹn giờ túp lăng bầu cánh mật. Các bác nhìn dòng Salio cánh mật này. Lồng là lồng si đẹp xuất sắc luôn, đẹp xuất sắc luôn nhé. Dòng cánh mật này thì cũng đáng để đã là dòng sưu tầm rồi, vì là em về là thường hay về những cái dòng sản phẩm đẹp. Chiếc này là có sải cánh 30, chiều cao là 90 và hiện tại là cửa hàng em cũng đang bán ra với giá là 2 triệu 500 nghìn đồng nhé. Bác nào mà quan tâm thì alo cho em nhé. Và chiếc hy hy đẹp này, hy hậu đẹp xuất sắc, số vẫn còn mới, vẫn còn logo đồng hồ mới két. Chiếc này có giá là 5 triệu đồng, bác nào mà muốn quan tâm thì alo cho em. Và em còn một chiếc hy cây, chiếc này có là chiều cao là 1m2. Nó là một chiếc hy cây Hitachi cánh đỏ. Chiếc này là có giá là 3 triệu 600 nghìn đồng, bác nào mà quan tâm thì alo cho em nhé. Bây giờ em sẽ đi vào dòng phẩm về dòng nồi cơm điện. Có những bác thì quan tâm về quạt, cũng có bác quan tâm về nồi, nhưng mà trước tiên là em cứ giới thiệu qua các bác về phần quạt đã. Còn về phần nồi cơm điện thì bây giờ em sẽ lên cho các bác để các bác xem và lựa chọn cho mình nhé. Những dòng phẩm nồi cơm điện này đấy, hôm nay em về được thêm 4 con thì em cũng lên luôn để cho các bác xem lựa chọn cho mình. Trước tiên là giới thiệu với các bác đó là một chiếc RC gạch ngang 10VXE. Trước tiên là cứ cho các bác xem về hình thức nhá. Hàng đấu giá thì cứ phải cho các bác xem chi tiết về hình thức. Các bác nhìn độ đẹp độ mới nó này. Các bác chú ý là những dòng phẩm này là đều dùng điện 100V. Và đều hôm nay em lên là đều có dung tích là 1 lít nhé các bác nhé. Bác nào thích có lít 8 này em có, vẫn có lít 8 nhé, tô chuông lít 8 luôn. Đấy, chiếc này là hệ cao tần IH, đèn hút không, đèn eco. Chiếc này lên luôn để cho các bác, để các bác xem lựa chọn cho mình. Gioăng là vẫn còn xanh nhé, vẫn còn xanh biếc luôn, đẹp. Các bác nhìn em mà làm em cứ thích những hàng đẹp thôi, còn những hàng xấu thì không quan tâm, không quan tâm nó làm gì cả. Xoang xét là ok, đẹp, không bị lỗ hay bong chóc gì. Các bác nhìn nó là một chiếc song chuông, nó là dòng chuông, nó là thương hiệu của nhà em nhé các bác nhé. Thì các bác từ trước đến giờ mà những nhiều bác chưa vào hoặc là các bác mới vào thì các bác nên nhớ là nhà em mà thiên về dòng lồi song chuông quá đẹp xuất sắc. Tất cả các chức năng này em bao luôn cho các bác, là bao trọn vẹn các bác nhé. Bác nào muốn sở hữu cho mình thì alo cho em. Chiếc này là có giá là 5 triệu 800 nghìn đồng, 5 triệu 800 nghìn đồng. Và bây giờ em sang tiếp cho các bác cũng là một chiếc là RC gạch ngang 10VXE1, dòng gân nhuyễn, xoang đẹp, nồi đẹp. Các bác nhìn đẹp xuất sắc, dây điện mới này. Dây điện còn rất là đẹp sáng nhé.
XE1. Các bác chú ý là những sản phẩm này cứ là phải dùng điện cắm điện là 100V nhé. Và công suất của nó đều là 1420W. Và nhiệt độ của nó 167 độ C. Các bác chú ý là đừng để cắm nhầm điện nhé. Cắm nhầm điện thì các bác lại bị mất tiền. Nên là những dòng phẩm này thì là em cứ dặn trước. Còn nhiều bác thì cũng mua hàng thì các bác cũng rất là chú ý. Các bác nhìn này, phần gioăng rất là đẹp nhé. Phần gioăng còn rất đẹp này. Lắp hơi đẹp. Lắp hơi đẹp này. Đấy, các bác nhìn. Dòng song chương. Son còn rất là đẹp luôn. Dòng dòng XE là 100% là gân nhuyễn nhé, gân nhuyễn. Gân nhuyễn là nó là dòng gân mềm. Nấu cơm thì nói chung là cực đỉnh rồi. Thực ra là nhuyễn với mềm thì nấu cơm cũng như nhau, nhưng mà nhiều bác lại thích gân nhuyễn, nhiều bác lại thích gân mềm, mềm gân thường. Thì là tùy các bác thôi. Còn độ đẹp độ mới thì em cho các bác xem từ thành vách cho đến tất cả mọi chi tiết. Là bao cho các bác zin nguyên bản đó nhé. Chiếc này là chiếc các bác nhìn nó cũng khác hoàn toàn với chiếc này nhé. Vì chiếc này thì là hiện tại là cửa hàng em đang bán ra với giá là 5.600.000 đồng. Đấy, còn chiếc này là 5.800.000 đồng. Bác nào muốn sở hữu chiếc nào thì alo cho em. Đều độ đẹp như nhau. Và bây giờ em lên cho các bác đó là một chiếc tô chuông 2018 luôn. 2018 VXL giờ xây gạch ngang 10 VXL. Chiếc này các bác nhìn nhé, nó có hình thức bề ngoài là có một cái viền mạ lốc chạy lùng quanh này. Đời cao mới có nhé các bác nhé. 2018 thân thủ là bao luôn cho các bác là trọn vẹn từ dây điện. 2018 thì rất là mới rồi, rất là ok rồi. Nếu tô chuông mà 2018 là nó cũng gần như là hàng gần như là mới rồi. Chiếc 2018 này, màu đỏ này, mặt màu đỏ này, đỏ cờ cùng với thân thủ màu đẹp luôn. Tất cả là gần như là rất là đẹp, nắp hơi cũng đẹp nha. Mọi chức năng này em bao luôn cho các bác, vì nó dòng đã đời cao từ 2015, 2016 giờ lên là không còn là đèn eco nữa, mà là tính năng eco là nó nằm luôn ở bên trong nhé. Dòng tiết kiệm điện nó nằm luôn trong rồi. Trước này có hệ có tần hét, có đèn hút trên không, và tất cả các chức năng thì nó khác so với dòng 2014 15 đổ lại 14 đổ lại nhé. Chiếc này thì em cho các bác xem luôn. Gioăng còn rất là xanh. Gioăng còn rất là xanh nhé. Gioăng rất là đẹp. Lắp hơi đẹp nhé. Mới nhé. Mới này. 2018 nói chung là hàng lướt thôi. Hàng lướt thôi. Nhưng mà nó đẹp lắm. Nói chung là hàng đấu giá thì gần như là độ đẹp của nó. Chiếc son này thì em cũng đã test ok rồi. Các bác nhìn. ..2018 luôn, dòng son trơn. Em quay rất chi tiết cho các bác nhé. Son thì cũng chưa phải là hàng xuất sắc, nhưng mà nó cũng là còn rất là ok vì đời cao. Các bác dùng 15 hay là 15 năm nữa thì các bác cũng chả phải suy nghĩ gì. Đấy. Bao cơm ngon luôn các bác. Cùng với thành vách tất cả các thứ là còn rất là ok. Các bác nhìn mới. Mới đẹp nhé. Các bác nào muốn sở hữu cho mình chiếc 2018 này thì alo cho em. 2018 thì hiện tại là cửa hàng em cũng đang bán ra với giá là 5.800.000 đồng. 2018 luôn. 5.800.000 đồng nhé. Và bây giờ em sang cho các bác đó là một chiếc ba la cốc chiếc mới tinh luôn. Chiếc này là vẫn còn nguyên sách vở nhé, nguyên sách hướng dẫn sử dụng này. Các bác nhìn nhé, chiếc này là 2016
nhưng mà lại vẫn còn nguyên sách hướng dẫn sử dụng. Đấy, nó có vẫn có sách. Độ mới của nó các bác nhìn đã đủ để xoay gương nha bác, nhìn nha, xoay gương luôn, mới xoay gương 2016 luôn, các bác nhìn dây điện mới tinh, màu đỏ chót luôn, dưới là màu đen, trên là màu đỏ, dòng là áp suất điện tử, gọi là áp suất biến thiên. Những đời 2015 trở 2014 trở lên là tất cả là dòng pin chìm các bác nhé. Còn tất cả các chức năng là em bao zin các bác, là bao tất cả gần như là trọn vẹn luôn các bác. Bác nào muốn sở hữu cho mình thì alo cho em, vì nó quá mới rồi. Các bác nhìn mới tinh, giòn giếc mới hết. Chiếc này thì gần như là hàng chưa sử dụng nhé, mới đẹp luôn. Các bác nếu mà theo dõi kênh của em, các bác mà mới vào xem kênh thì các bác nhìn các bác thích. Đấy là em nói là riêng hàng của em là hàng đẹp, hàng như nào em báo luôn, xoay cho các bác để các bác xem tận tình, tận từng những chi tiết cũng như cái độ mới độ đẹp của nó nhé. Nên là các bác thoải mái luôn. Với kênh của em cũng như các bác mà theo dõi kênh ấy, các bác biết độ đẹp độ mới. Còn các bác mua hàng bãi thì tất nhiên là nó cũng tùy theo các bác. Bác có những bác thích mua hàng rẻ tiền thì nhà em cũng có, chứ không phải là không có, nhưng mà hàng rẻ tiền thì các bác sẽ gặp rủi ro lớn. Đấy là quan điểm của em nói luôn, để các bác có thể các bác nghĩ là rẻ đi một chút, nhưng mà các bác sẽ gặp trở ngại, vì rất nhiều bác đã gặp rồi chứ không phải là không. Đấy, các bác nhìn chiếc này 2016. Đấy, chiếc này thì cửa hàng em cũng đang bán ra với giá là 5.500.000 đồng. Các bác muốn sở hữu cho mình nha, alo cho em nhé. Hàng mới tinh luôn đấy, mới tinh luôn này, mới tinh luôn. Chỉ có hàng đấu giá mới không có bị chảy xước hay móp méo gì, còn những hàng có thì em không nói chuyện nhé. Và bây giờ em sẽ lên cho các bác một chiếc tô cổ này. Tô cổ hôm nay em sẽ xoay cho các bác một chiếc tô cổ này, nó đẹp nó mới ra sao thì các bác sẽ được nhìn thấy này. Để em xoay rất kỹ nhé. Chiếc này vẫn còn óng ánh kim tuyến, đặc biệt những dòng mới đẹp như này mà có tuổi đời mấy chục năm nay rồi, nhưng mà sao nó mới nó đẹp như vậy, vì là người ta có sử dụng đâu, người ta không sử dụng, người ta đem đấu giá thì các bác biết luôn là nó mới nó đẹp ra sao. Chiếc tô cổ này mới tinh, mới từ cái quai sách, không một vết xước, mới tinh luôn, sợ thật. Những chiếc đúng là chiếc tô cổ này, 1 lít. Chiếc này có dung tích là 1 lít các bác nhé, không này nhiều bác này hiểu lầm. Độ đẹp độ mới nó liên quan đến giá trị của nó và những cái đồng tiền mà các bác bỏ ra. Em bao luôn là thân vỏ không một tì vết, không một vết xước, vết chấm bằng đầu tăm nhé, gần như là không có một vết xước nào luôn. Mới từ khe kẽ. Nói thật ra những dòng tô cổ này thì nó vẫn nổi tiếng rồi, nó là dòng thương hiệu rồi. Các bác nhìn những con tô cổ này thì khẳng định luôn là các bác mà nào mà mới vào xem kênh hoặc là các bác có thể hỏi đến là chắc chắn em khẳng định là không kịp. Vì những chiếc tô cổ này lên chỉ trong vòng phút mốt thôi, vì cái độ mới của nó các bác nhìn giòn, gần như chưa sử dụng luôn, mới tinh luôn, dòng zin nguyên bản nhé, mới tinh, lắp hơi mới, mới tinh luôn. Dòng này thì nó thật là em nghĩ là lên thì các bác lại không bao giờ sở hữu được cho mình những chiếc tô cổ mà đẹp như vậy. Hàng là hàng đấu giá từ Nhật về, chứ không phải là hàng bãi mà có những con mà đẹp như vậy mà không có bao giờ có độ sắc, độ xước mà không bao giờ có
đấy em nói thật. Chiếc dòng tô cổ này son của nó này, các bác nhìn độ của son của nó thì thôi rồi, mới tinh luôn. Các bác nhìn son của dòng tô cổ mới tinh luôn nhé. Đẹp từ thành vách, viền inox chạy đồng quanh, viền inox chạy đồng quanh đấy, các bác nhìn thấy chưa, viền đỡ son đó là bằng inox. Chiếc tô cổ này quá mới luôn, bác nào nhanh tay thì chấm bài cho em nhé. Những chiếc này thì nói thật là các bác chậm là các bác không bao giờ sở hữu được cho mình những dòng dòng tô cổ ở đâu, vì là dòng tô cổ là nó gần như là nó cực hiếm luôn, mình nó mới này. Mới các bác có dùng 10 năm nữa nó vẫn chắc chắn nó vẫn còn mới như này, em khẳng định luôn, vì là những hàng đấu giá nó gần như nguyên zin nguyên bản, độ đẹp hệ cao tần IH, đèn hút chân không RC gạch ngang 10VXB nhé, cái dòng này là XB rồi nên là nó là dòng XB. Và đây em sẽ cho các bác xem công suất của nó, các bác chú ý là 10V WB. Các bác chú ý là dùng điện 100V, công suất của nó là 1200, công suất của nó là 1200, nhiệt độ của nó là 1280 độ C. Chiếc này chiếc tô cổ lên là nó khác so với những dòng phẩm nấu ở nhiệt độ là 128 độ C các bác nhé. Đấy. Dùng điện là 2 kg và một nghìn 250W. Nói chung là chiếc quá đẹp, quá mới, mới quá nên là vì là những dòng này thực ra là không phải là lúc nào cũng có, mà không phải lúc nào cũng về được những chiếc mới, chiếc đẹp như thế. Cái dây điện không phải là lúc nào em cũng về được những chiếc mà đẹp mới như vậy, nên là bác nào mà muốn sở hữu cho mình những dòng tô cổ này thì nhấc máy liên hệ với em nhé. Chiếc này là có giá là 5 triệu đồng để sở hữu cho mình những dòng phẩm VIP đẹp này, thì alo cho em, mới tinh luôn. Chiếc này nấu cơm thì thôi rồi, không có dòng sản phẩm nào hiện tại bây giờ mà vượt mặt được những dòng tô cổ này. Đấy. Và tất cả các dòng sản phẩm trên cửa hàng em, bác nào quan tâm thì alo cho em theo số điện thoại 0975067846 nhé. Zalo của em cũng là số điện thoại luôn. Hẹn các bác ở video clip sau.